Hello mọi người, vẫn là mình đây. Ngày hôm nay mình được một người bạn giới thiệu cho một con game khá là hay, nên mình cũng muốn chia sẻ nó cho mọi người cùng biết, và cũng coi như là đổi gió một chút luôn. Tựa game này mang tên là Cloud Song VNG, một tựa game thuộc thể loại anime nhập vai MMORPG khá là hay. Và còn một điều đặc biệt nữa, đó là sắp tới đây tựa game này sẽ được chính thức phát hành tại thị trường Việt Nam. Nên là hôm nay mình sẽ làm video review trước về tựa game này. Mọi người đừng quên nhấn vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả và phần comment của video này để nhanh tay đăng ký trước và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn nha. Bản thân mình cũng là một người khá là thích anime và tất nhiên là những trò chơi mình chơi thường cũng mang phong cách anime. Và nói thật là cái tựa game này là mình khá là ấn tượng về mặt đồ họa anh em ạ. Màu sắc thì tươi sáng, thiết kế nhân vật cũng khá là dễ thương và cảnh vật xung quanh map cũng khá là đẹp, nên tựa game này khá là thích hợp để anh em chill đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu vào game và tạo nhân vật mới cho anh em xem thử nhé. Rồi, thì đây là nhân vật mặc định của mình. Mình sẽ tạo thêm một nhân vật mới cho các bạn xem. Với tựa game này thì nó có khá nhiều class cho anh em lựa chọn để phù hợp với vai trò của từng người, từ cung thủ, pháp sư, thuật sĩ, kiếm sĩ cho đến sát thủ. Và tất nhiên là mỗi class nhân vật sẽ có những kỹ năng và khả năng khác nhau, từ đánh cận chiến cho đến đánh xa, những đòn gây sát thương vật lý và những đòn gây sát thương ma pháp. Cho nên là các bạn có thể tự do lựa chọn class nhân vật phù hợp nhất với bản thân mình. Và các bạn cũng yên tâm về ngoại hình của nhân vật. Với mỗi class thì sẽ có những chỉnh sửa chuyên sâu riêng về cả giới tính lẫn ngoại hình, cho nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu trong công việc, đó là tạo ra một nhân vật mới cho các bạn xem nhé. Và class ở đây mình lựa chọn đó chính là class sát thủ. Bởi vì theo mình thấy thì class này nó khá là ngầu, và các chỉ số về lượng sát thương gây ra cũng như là khả năng sinh tồn và sống sót của class này khá là phù hợp với bản thân mình. Rồi được rồi, tiếp theo chúng ta hãy đến phần chỉnh sửa chuyên sâu của tựa game. Game sẽ có một vài gợi ý về kiểu tóc cho các bạn lựa chọn. Ngoài ra còn có khả năng như là chọn màu tóc, chọn kiểu mắt, cũng như là chọn màu mắt để tạo ra một chất riêng cho nhân vật của bạn. Về phần gameplay của game thì tựa game này khá là dễ điều khiển, cũng như là thao tác khá là dễ dàng cho những người mới chơi. Các bạn không cần phải mất nhiều thời gian để làm quen với gameplay này. Điểm đặc biệt của tựa game này đó chính là các bạn có thể toàn quyền phân bố điểm thuộc tính của nhân vật để tạo ra một phong cách chiến đấu riêng mà không trùng với bất kỳ người nào khác. Ngoài ra thì game còn có rất nhiều tính năng thú vị khác, như là kích hoạt bảng skill thiên phú, chế tạo đồ vật, hệ thống nâng cấp nhân vật, nâng cấp thú cưỡi, nâng cấp thú cưng hỗ trợ. Với số lượng trang bị phong phú trong game cũng như là tính năng thời trang, giúp cho anh em có thể tùy biến nhân vật theo ý thích của bản thân, từ đó mà tạo ra những nhân vật có khí chất riêng, độc nhất vô nhị, không trùng với bất kỳ người nào khác. Chưa dừng lại ở đó, game còn có những chức năng và nhiều tính năng tương tác khá là thú vị. Từ việc tương tác với những người chơi khác, anh em còn có thể tương tác với cả NPC hoặc là thú nuôi của mình. Và đây là một tựa game nhập vai kết hợp với thế giới mở, nên là tựa game này đề cao tính phiêu lưu khá là cao. Ngoài ra thì nó cũng có rất là nhiều map để cho các bạn thỏa sức khám phá những điều thú vị của tựa game mà không gây nhàm chán. Và tựa game này thật sự có rất là nhiều cái hay mà mình không thể nói hết trong một video này được. Một số tính năng tiêu biểu ở đây như là tính năng tổ đội, giúp cho anh em cùng nhau khám phá với bạn bè, phó bản để cho anh em cày đồ, những tính năng PVP, leo thác, tầm bão, đấu trường sinh tử, bàn chiến. Từ đó hứa hẹn đây sẽ là một tựa game tuyệt vời, có cái chất riêng mà những tựa game kiếm hiệp không thể nào bị được. Các bạn hãy nhanh tay kéo xuống phần mô tả của video cũng như là phần bình luận của video này để nhấp vào đường link và đăng ký tham gia để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn nhé. Cloud Song VNG, game MMORPG 3D chuyển sinh thế giới fantasy.